Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. COD là gì? COD viết tắt của cụm từ tiếng Anh Cash on Delivery, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là thanh toán khi nhận hàng. Tức là hình thức nhận hàng và trả tiền thông qua trung gian, người nhận hàng chỉ trả tiền cho người gửi khi nhận được hàng của mình và đơn vị nhận giao hàng là người thu hộ khoản tiền đó. Nếu như hàng không có người nhận thì sẽ được trả lại cho người gửi, hình thức COD khác với hình thức chuyển phát bình thường hoặc chuyển phát nhanh tại bưu điện. COD được sử dụng phổ biến cho các hoạt động mua bán hàng online trực tuyến. Phần lớn các shop kinh doanh hàng online đều sử dụng phương thức này. Những ai chọn cách mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm tại shop thì có thể thử đồ, kiểm tra đồ trước khi quyết định mua. Còn đối với hình thức mua trực tuyến này thì việc kiểm tra khi hàng được đến tay người nhận. Có những shop cho bạn kiểm tra hàng, nhưng có những shop không cho kiểm tra trước khi nhận, do đó việc có được kiểm tra hàng hay không thì còn tùy thuộc vào nơi bạn mua hàng. Sau khi nhận hàng xong thì người mua trả tiền cho nhân viên giao hàng. Sau đó đơn vị giao hàng sẽ gửi lại cho người bán. Hiện nay, các dịch vụ ship COD phát triển rầm rộ ở khắp các tỉnh thành theo sự phát triển của hình thức kinh doanh hàng online. Ưu điểm và khuyết điểm của ship COD. Ưu điểm của hình thức COD. Ship COD phát huy được tác dụng tốt nhất đối với những người không có thẻ tín dụng hoặc không có điều kiện dịch vụ thanh toán trực tuyến bằng thẻ ngân hàng. Với hình thức này thì người mua ít có rủi ro hơn người bán, đồng nghĩa là quyền lợi của người tiêu dùng được bảo đảm. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Theo như đã phân tích, người mua hàng chỉ thanh toán khi đã nhận được món hàng mà mình đặt. Trường hợp hàng không đúng, người mua có thể từ chối nhận và thanh toán và rủi ro này sẽ chuyển ngược lại cho người bán. Ngoài ra, ship COD cũng giúp cho người mua bảo toàn bí mật thông tin cá nhân hơn đối với thẻ thanh toán nếu gặp phải những website thương mại xấu hoặc tính bảo mật kém. Dễ bị lợi dụng hack tài khoản ngân hàng. Đối với người bán, nếu sử dụng dịch vụ COD tốt thì thương hiệu của doanh nghiệp, công ty sẽ được nâng cao về độ nhanh chóng, giao hàng đúng chuẩn, đảm bảo độ an toàn của hàng hóa. Hơn nữa, chủ kinh doanh cũng tiết kiệm được khoản tiền kha khá khi phải thanh toán qua các cổng online. Điều này sẽ làm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm về giá. Khuyết điểm của COD, dường như khuyết điểm của ship COD đều không có lợi cho người bán hàng. Bởi vì với hình thức này, tiền bán hàng sẽ bị đơn vị thu hộ giữ lại trong một khoảng thời gian tuy là ngắn và chỉ hoàn trả lại cho người bán trong các ngày quy định trong tuần. Nghĩa là người bán không được quyền nhận tiền của mình ở bất cứ thời điểm nào. Bên cạnh đó, một rủi ro rất thường gặp đó là người mua từ chối nhận hàng hoặc đơn vị chuyển phát không liên lạc được với người mua. Hàng sẽ bị trả về và người bán phải trả chi phí vận chuyển hàng cho cả hai lần. Đây là một rủi ro phổ biến nhất cho những chủ shop bán hàng online. Người ta thường gọi là bị bơm hàng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.